Tiểu sử thủ môn Philip Nguyễn. Philip Nguyễn sinh ngày 14 tháng 9 năm 1992 tại Banská Bystrica, nay là Cộng hòa Séc. Anh có bố là người Việt quê gốc ở Hải Phòng nhưng đã sang Cộng hòa Séc định cư từ lâu. Và mẹ là người bản địa nên chỉ có duy nhất một quốc tịch nước này. Anh lớn lên cùng chị gái ở Praha. Philip từng tiết lộ rằng bản thân anh không biết tiếng Việt. Thủ Thành sinh năm 1992 bắt đầu tiếp xúc với bóng đá từ rất sớm và gia nhập học viện đào tạo trẻ của Loko Vielä-Teven. Sau đó, anh được các tuyển trạch viên của câu lạc bộ giàu truyền thống Sparta Prag mang về vào năm 2012. Một năm sau, Philip được đôn lên đội 1 với vai trò thủ môn dự bị. Tới 2015, trải qua 2 năm giữ vai trò kép phụ và không một lần được ra sân, anh quyết định rời đội để tới Žilina Nový Bystrica. Tại đây, Philip Nguyễn có 36 lần ra sân trong mùa giải 2015-2016. Anh thăng tiến nhanh chóng và quyết định chuyển đến Vlasim. Năm 2016, Philip từng về Việt Nam thử việc tại câu lạc bộ Thanh Hóa gần một tháng. Thủ Thành sinh năm 1992 được đánh giá rất cao về năng lực chuyên môn nhưng cuối cùng không được giữ lại vì vướng mắc về thủ tục nhập tịch Việt Nam. Huấn luyện viên Thanh Hóa khi đó là huấn luyện viên Lê Thụy Hải không muốn dùng xuất ngoại binh cho vị trí thủ môn. Trở lại Séc, Philip tiếp tục chơi cho Vlasim. Đến tháng 2 năm 2018, Philip chuyển sang khoác áo Slovan Liberec. Anh là thủ môn số 1 của đội bóng này trong mùa giải 2018-2019 và có 25 ra sân, giữ sạch lưới 12 trận. Tới đầu mùa giải 2021-2022, Philip Nguyễn gia nhập Slovako theo dạng cho mượn. Tại đây, thủ thành 30 tuổi được ra sân ở UEFA Conference Cup. Hồi tháng 6 năm 2022, anh đặt bút ký vào bản hợp đồng mới đến hết năm 2024. Tuy nhiên, cầu thủ này đã quyết định trở về khoác áo đội bóng giàu tham vọng ở quê cha. Dù từng được triệu tập lên tuyển Cộng hòa Séc nhưng chưa ra sân lần nào. Do đó, Philip Nguyễn vẫn còn cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ngày 17 tháng 1 năm 2023, Philip Nguyễn bất ngờ xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của VPF. Theo đó, anh khoác áo số 1 của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tuy vậy, thương vụ đổ bể vì Slovako không kịp tìm được người thay thế. Ngày 26 tháng 6 cùng năm, Philip Nguyễn gia nhập Công an Hà Nội theo diện chuyển nhượng tự do. Hợp đồng của anh với đội bóng có thời hạn 3 năm kèm điều khoản ưu tiên gia hạn. Ở đội bóng mới, Philip Nguyễn mang áo số 1. Anh được đăng ký theo suất cầu thủ Việt Kiều. Đồng nghĩa đội Công an Hà Nội sẽ chia tay thủ môn Patrick Lê Giang, người hiện giữ suất Việt Kiều của đội chủ sân hàng đẫy. Đây là bản hợp đồng lịch sử của sân chơi V-League. Bởi Philip Nguyễn được trang web nổi tiếng về chuyển nhượng Transfermarkt định giá 700.000 euro, tức khoảng 18 tỷ đồng. So với tiền vệ Quang Hải, thủ môn Philip Nguyễn có giá cao hơn gấp đôi. Quang Hải chỉ được định giá 300.000 euro. Cả hai đều là bom tấn của câu lạc bộ Công an Hà Nội ở giai đoạn lượt về V-League 2023. Về đời tư, tháng 8 năm 2021, Philip tổ chức đám cưới với một phụ nữ cũng mang nửa gốc Việt tên là Aneta Nguyễn sau 5 năm hẹn hò. Vợ của thủ môn Philip Nguyễn theo gia đình sang Cộng hòa Séc nhiều năm. Aneta và Philip Nguyễn quen nhau từ năm 2016, trải qua nhiều năm hẹn hò. Philip từng đưa cô về Việt Nam du lịch vào năm 2019, năm 2020, cặp đôi đã với nhau có một cậu con trai. Việc tổ chức hôn lễ vào ngày thường cũng là điều đi ngược lại với truyền thống tại Cộng hòa Séc. Được biết anh cũng không mời đồng đội nào tại câu lạc bộ mới Slovako đến chung vui cùng. Thay vào đó chỉ có người trong gia đình và những bạn bè thân thiết.